Lời Chúa, Chúa Nhật Phục Sinh, mùng 4 tháng 4 năm 2021. Lời Chúa, Chúa Nhật Phục Sinh, mùng 4 tháng 4 năm 2021. Thưa anh chị em, chúng ta cùng hát vang Hallelujah, Chúa đã Phục Sinh. Hôm nay là ngày Chúa Nhật Phục Sinh, ngày đại lễ, có thể nói là ngày lễ lớn nhất trong năm phụng vụ. Tất cả những gì chúng ta chuẩn bị suốt 40 ngày Chay Thánh, đêm thứ bảy vọng Phục Sinh và hôm nay ngày Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa đã sống lại. Một ngày vui, hân hoan, chào mừng, chúc mừng anh chị em. Và chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật Phục Sinh thật vui tươi, hạnh phúc, bình an bên những người thân yêu của mình trong gia đình hoặc là thăm bạn bè. Chúng ta vui, hân hoan sau 40 ngày anh chị em đã cùng với chúng tôi vào trong hoàng địa giữa cuộc đời này để cầu nguyện, để tĩnh tâm. Và hôm nay thì chúng ta vui mừng hân hoan với Chúa Phục Sinh và cầu nguyện cho tất cả những ai chưa có được niềm vui Phục Sinh ấy, xin ánh sáng Phục Sinh chiếu tỏa vào trên những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi, thất vọng, chán nản. Xin cho họ tìm được niềm vui Phục Sinh đích thật. Và hôm nay chúng ta nghe lời Chúa trong thánh lễ chính ngày Phục Sinh, trong bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 10 câu 34a, câu 37 đến câu 43. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Bấy giờ tại nhà ông Cornelio ở Caesarea, ông Phêrô lên tiếng nói: quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Galilee sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thiên giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và người chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Đó là lời Chúa. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Hãy tạ ơn Chúa.
Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Tay hiệu Thiên Chúa thật rất uy lực, tay hiệu Ngài ra oai thật hùng mạnh. Tôi sẽ sống loan báo những việc mà Chúa đã làm kỳ diệu. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Đã tạm thờ xây nhà đã loại bỏ, nay lại thành đã góc tường thật đây. Đó chính công chính Chúa đã làm, ôi kỳ diệu trước mắt mọi chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Mời anh chị em nghe bài đọc thứ hai trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse, chương 3 câu 1 đến câu 4. Colosse 3 1 đến 4. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa. Chiều hiến tế
làm trên lễ vừa hương qua của chúng ta. Nào ta hãy hy hoan trong Chúa mà ăn mừng đại lễ. Alleluia. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 20 câu 1 đến câu 9. Gioan 20, 1 đến 9. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn. Ông Phêrô và đã tới trước mộ. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này đã không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại và xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới trước mộ, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có lúc mà chúng tôi đi kiếm hoa để mà cho nó phấn khởi lên, các anh em bảo một rừng hoa. Tôi nói chưa thấm vào đâu cả, có nữa cũng chưa thấm vào đâu cả. Tại vì niềm vui phục sinh nó vỡ bờ, nó không có gì có thể diễn tả hết được niềm vui phục sinh. Những bông hoa lan, những chậu hoa lan nở rực rỡ, hay là những ánh đèn màu, hay là những cây nến, chỉ là một phần nào đó diễn tả được cái niềm vui phục sinh. Mà trong đêm thứ bảy, nếu anh chị em tham dự phụng vụ, dĩ nhiên là hôm đó có bảy bài đọc cựu ước, trong đó có một bài bắt buộc không bỏ, tức là bài sách xuất hành. Sách xuất hành sau đó là vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Trên ma với kỵ binh Ngài đã quăng chìm đáy biển. Cái bài đó không bỏ vì nói lên cuộc vượt qua biển đỏ. Và mỗi người chúng ta cũng đã vượt qua 40 ngày chay thánh. Mỗi người chúng ta đã vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách trong thời gian vừa qua, Covid nó bùng nổ. Mỗi người chúng ta đã vượt qua những cái đau ốm bệnh tật, vượt qua những cám dỗ, vượt qua những khó khăn, những thử thách. Và cũng phải hát vang lên điều đó, vang lên muôn lời ca. Thì anh em nói còn gì nữa, ông bảo còn bao nhiêu đưa hết ra. Còn gì đưa hết ra để diễn tả cái niềm vui đó. Mà tôi nhớ ngày xưa lúc còn giúp lễ, đêm thứ bảy là canh nến với hoa là để sẵn ở trong buồng áo. Lúc mà sướng lên kinh vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, chuông lắc rồi bắt đầu đốt nến, rồi dịch chuông trống, rồi bê hoa ra. Lúc đó giúp lễ còn bé thích thú lắm, cái niềm vui nó sướng lắm thưa anh chị em. Và ước mong rằng là trong hoàn cảnh này, trong hoàn cảnh mà có thể do hậu quả của Covid-19, kinh tế chưa có ổn định, con việc làm vẫn còn bấp bênh lắm, và tương lai cũng chưa biết đi về đâu, và không biết là dịch Covid-19 khi nào nó mới chấm dứt. Cái chết của Đức Giêsu đã chấm dứt rồi, bây giờ Ngài sống mãi không còn chết nữa. Thì ước mong rằng là Covid-19 nó cũng phải chết luôn đi, nó không có sang biến thể sang 3, sang 4, sang 5, sang 6 nữa. Mà nếu những người mà sống ở trong ngày hôm nay mà bị bệnh tật ốm đau, nhất là đại dịch Covid nó làm cho mình sợ hãi, sợ sệt, thì lấy sức mạnh ở đâu để họ vượt qua? Chúng ta có niềm tin, chúng ta có lời cầu nguyện, chúng ta có cộng đoàn, chúng ta được lời Chúa. Có những anh chị em nói cảm ơn cha và anh chị em,
Thế là anh em bàn kỹ thuật đã cố gắng thức đêm thức hôm để cho chúng con những món ăn tinh thần. Thú thật là nếu mà không có những phản ảnh của anh chị em, đấy là Covid-19, chúng con không có một cái gì có thể giúp chúng con vượt qua được. Công ăn việc làm thì không có, nhất là những người làm nails ở bên Mỹ, đóng cửa hết, rồi nó bấp bênh đủ thứ, lo lắng đủ thứ. Ở trong nhà thì trước thì người đi làm, người đi học nó đỡ lộn xộn. Bây giờ về ở cứ sống chung với nhau, sáng chiều tối cứ nhìn nhau, cứ nấu ăn, ăn xong rồi chơi chơi xong rồi ăn, không biết làm cái gì, nó còn sinh ra bao nhiêu cái chuyện phức tạp khác. Nhưng mà nhờ những món ăn tinh thần đó mà chúng con vượt qua được. Chúng tôi cũng phải vượt qua những lúc mà mệt mỏi, những lúc mà căng thẳng, những lúc mà ma quỷ nó quấy phá, phá dữ lắm. Có những anh bảo con post lên từ 3 giờ chiều mà đến 6 giờ tối cũng chưa có. Bài tĩnh tâm đang tới cái mặt nạ thì hôm sau không biết là tới cái gì. Cứ chờ mãi, bảo sao chưa post mà lên, bảo tôi post 3 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ bên đây là 12 giờ đêm rồi, tôi vẫn còn đang thức. Anh kia, anh canh máy, anh ngủ gục xong rồi anh dặn vợ cái gì đánh thức anh nhé. Vợ còn ngủ trước anh. Tôi gọi điện thoại cả hai vợ chồng không ai bắt máy. Lúc mà giật mình bắt máy thì bảo cậy con canh mãi chưa lên được con ngủ. 3-4 giờ sáng có khi. Rồi có những em làm bảo tới 30 mấy, 40 lần mà nó cứ lên gần đến nơi nó rớt, gần đến nơi nó rớt thì là phải làm lại. Thì thưa anh chị em, đấy là những cái mà muốn chia sẻ với anh chị em để thấy rằng phải qua thập giá mới đến vinh quang phục sinh được. Không có cái gì là từ trên trời rơi xuống, không có chuyện mà nằm há miệng trời sung rụng được. Mà phải chấp nhận qua đêm dài của ngày thứ 5, rồi thứ 6 tuần thánh, thứ 7 tuần thánh, đến đêm vọng phục sinh mới bừng lên hallelujah được. Mà nếu mình là người Kitô hữu mà mình là người ủy mị, là người nhút nhát, là người mà chỉ thích hưởng thụ, là người chỉ thích cái gì đó dễ dãi, ngại khó, sợ khổ, không cố gắng, thôi trời làm cái gì. Có những người đã không khuyến khích mình thì chớ, còn trời ơi, thôi cho làm cái gì, tới 4 món ăn làm cái gì cho nó vất vả, mệt quá sức rồi, có sức đâu. Tôi nói nhưng mà điều quan trọng không phải là tôi làm, điều quan trọng không phải là 4 hay 3 hay 1, điều quan trọng là người lãnh nhận, họ lãnh nhận được cái gì và sinh ơn ích gì. Đó mới là điều quan trọng. Và nếu mà họ được ơn, nếu mà họ được lãnh nhận những cái phúc lành từ những bài chia sẻ, từ những chứng nhân ấy, mà họ cũng tiếp tục trở thành người mà trong bài đọc 1 chúng ta thấy là Phêrô nói là người truyền cho chúng tôi phải đi rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là đấng Thiên Chúa đặt là thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì xin ở danh người mà được ơn tha tội. Người truyền cho chúng tôi phải đi rao giảng cho dân. Thế thì chúng tôi đang làm cái công việc mà Chúa Giêsu truyền. Và anh chị em các bạn cũng đã nhận những món ăn tinh thần đó rồi anh chị em. Có những người nói con ngày con gửi đi tạc 10.000 người ấy thưa cha. Ngày con gửi, nãy tôi gặp mấy anh chị em ở Bảo Lộc đến nói thưa cha cho con xin mấy thùng máy con đi gửi. Bảo bị họ hỏi nhiều quá. Rồi mấy sơ chúng tôi một vụ, sơ dòng này sơ dòng kia, sơ được 50 gái, sơ được 100 máy, cứ đến ngày nào cũng đến xin để chúng con đi gửi, gửi đi, họ đang khao khát lắm. Rồi có những linh mục nói cha Long ơi gửi gấp ra dùng chúng con mấy thùng máy, các cha đang tĩnh tâm đang chờ lấy máy. Mà thấy nó vui, vui vì rằng mình đang làm cái công việc là loan báo tin mừng phục sinh. Tin mừng phục sinh là tin mừng Chúa đầy quyền năng, giàu lòng thương xót, đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng sự chết, chiến thắng ma quỷ, và ngày hôm nay Ngài đang phục sinh để Ngài tỏ cho chúng ta thấy quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Đó, thì anh chị em chúng ta làm cái công việc đó. Mỗi người làm cái công việc đó. Điều mà Phêrô nói rằng là người truyền cho chúng tôi phải rao giảng. Chúng tôi là những kẻ chứng nhân, là những người đã cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại, thì chúng tôi phải làm công việc đó. Anh em là những người đã được cảm nếm, đã được cảm nhận, đã được kín múc đến những ân phúc nơi lòng thương xót của Chúa, thì anh chị em không thể nào mà giữ cho mình mà không đi nói cho người khác, không đi làm chứng cho người khác rằng tôi đây được Chúa xót thương đây, tôi đây được Chúa yêu thương đây, tôi đây được Chúa cứu đây, và ai tin vào Ngài thì được cứu, đón nhận danh Ngài thì được ơn cứu độ. Mỗi người làm công việc đó đi, đừng
có tính toán, đừng có sợ hãi. Có những người quá tính toán, rồi giờ đâu mà đi làm, vì lo là đi làm ăn chưa xong. Ôi giời ơi, không biết họ có nghe hay không. Tôi đã gửi chưa, đã nói chưa, ôi không biết họ có nhận hay không. Không nhận thì thôi, phủi bụi chân đi chỗ khác, còn thiếu gì chỗ. Cho nên mình dễ là tiêu cực, rồi bi quan, rồi làm biếng nữa. Làm biếng cũng có, hưởng thụ cũng có. Có những người đến xin cái này cái kia, món ăn, đồ đạc, lúc mà đưa cái máy thì từ chối. Đưa máy từ chối, mời đi ăn sẵn sàng, anh Long cho em này cho em kia, lúc mà hơi làm ơn giúp mình cầm ít máy đi chia sẻ cho các mấy anh em trong xứ hay trong cộng đoàn. Thôi, nó chẳng nghe đâu, nó gửi đâu mà nói, nó không nghe. Cho nên mình tính toán nhiều quá. Mà Phaolô bảo rằng là anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô thì hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Tìm kiếm những gì thuộc thượng giới nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Và hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, đừng chú tâm vào những gì hạ giới. Suy nghĩ cho nó thanh đi một chút, suy nghĩ cho nó cao thượng một chút, đối xử cho nó đàng hoàng tử tế một chút. Đừng có quá tính toán, quá chi ly, quá nhỏ nhặt, quá nhỏ mọn, rồi so đo, rồi kỳ kèo, cứ chú tâm vào hạ giới, tính toán hơn thiệt. Này nó bao nhiêu, rồi nó lời bao nhiêu, nó lỗ bao nhiêu, rồi mình làm vậy mình được cái gì? Cứ cho không biếu không đi. Anh em hãy được lãnh nhận, nhưng không thì hãy cho không đi. Và mình nói thật với anh chị em, nhiều khi mình ngồi nói chuyện với nhau, nói chuyện mù khú, nói chuyện mà cứ từ dưới lưng quần trở xuống thì nói phấn khởi lắm. Nhưng mà cứ mà nói chuyện hơi thiêng liêng một tí, hơi đạo đức tí là bắt đầu, ôi giời ơi đạo đức giả, ôi giời ơi siêu quá thế này thế kia. Ơ kìa, tại sao chúng ta không dám nói về Chúa? Tại sao không dám làm chứng về Chúa? Không nói chuyện về Chúa trong những chuyện rất đời thường, trong những gặp gỡ rất đời thường, mà cứ phải vào trong nhà thờ mới nói về Chúa được à? Vào trong phòng giáo lý mới nói về giáo lý được à? Vào trong phòng họp mới chia sẻ được à? Còn ở giữa đời, này anh theo đạo gì, anh nói cho tôi về Chúa Giêsu coi. Chốc nó vào trong nhà thờ nói, bây giờ đi nhậu cái đã. Ý anh là công giáo, anh đeo cái gì vậy? Cái gì anh đeo tay cái gì đó? Cái gì đó? Chuỗi Bồ Đề hả? Nam Mô Di Đà Phật hả? Và ông anh Đạt, anh vóc quyền đeo cái gì, chuỗi gì to trước ngực anh như là chùm gì đó. Ồ, đây tôi nói cho anh biết, đây là chuỗi lòng thương xót. Xót là cái gì? Là này. Anh đeo cái chuỗi gì đây? À, chuỗi Mân Côi. Mân Côi là sao? Là cái này đây. Anh có cái ảnh gì anh bỏ trong bóp anh một cái lâu, tôi thấy anh lấy ra anh ngó với người yêu anh hả? Có người yêu tôi đó. Anh có vợ, anh chết với tôi nha. Anh có vợ rồi mà anh còn có người yêu là anh chết. Vợ anh có ghen không? Không, nó không ghen. Nhìn hình khác thì nó ghen, nhìn hình này nó không ghen. Anh là có bùa gì mà anh có người yêu mà đưa hình người yêu ra mà vợ nó không ghen. Anh có chỉ cho tôi coi, anh có dám làm hay không? Thế anh chỉ tôi coi tôi làm thôi. Tôi sợ anh không muốn làm, sợ anh không chịu làm. Có khi anh không thèm làm nữa. Nó rất kỳ vậy. Để coi, móc bóp ra, đưa ra, hình gì đấy, lòng Chúa thương xót, đây là người yêu của tôi. Lúc mà tôi khó khăn, có thử thách thì tôi nói chuyện với người yêu của tôi. Lúc tôi buồn tôi cũng tâm sự với người yêu của tôi. Lúc tôi vui tôi cũng chia sẻ với người yêu của tôi. Và tôi cho anh biết đây là người đã chết vì tôi. Tôi, nếu không có người, tôi chết lâu rồi. Mà có khi không có người, khi vợ tôi nó cũng bỏ tôi rồi. Vậy thì tôi ốm đau bệnh tật quá, vợ tôi nó chán, nó theo thằng ở xóm chứ còn gì nữa. Mà Chúa cứu tôi được khỏe về thân xác, và nhất là bây giờ tôi được lòng Chúa thương xót cứu lấy phần hồn của tôi. Cho nên đây là người yêu của tôi đó, tôi giới thiệu với anh đó. Ôi trời ơi, tưởng con nhỏ nào chứ, tưởng cái gì chứ, này mình dễ bị người ta từ chối. Nhưng mà anh ơi, hướng lòng về thượng giới chút đi, mình có dám không? Đôi khi anh chị mình nói thật,
Ngay cả linh mục tu sĩ chúng tôi cũng vậy. Nói về chuyện đạo đức, nói về chuyện thiêng liêng, nói về chuyện tâm linh, dường như là miệng nó méo méo, nó ngại, ngại sao á. Nó ngại sao á. Chỉ sợ người ta bảo rằng, ôi giời đừng có đạo đức quá, ôi giời đừng có tâm linh quá, ôi giời đừng có siêu quá. Thế thì nếu mà người ta bảo mình là suốt ngày nói chuyện ăn chơi về vật chất thì nghĩ sao? Tu tác gì mà suốt ngày bàn hết món ăn này đến món ăn kia ngon, hết điện thoại này đẹp, điện thoại kia sang, rồi đi đọ đồng hồ, đọ xe hơi. Vậy thì bảo là hợp thời à? Vậy thì bảo là thức thời à? Vậy thì bảo mới là làm chứng à? Làm chứng cái đó à? Thử hỏi coi. Đồ nào cũng cho thật ngon, thật sang, nhà thật đẹp, cái gì cũng phải là không có đụng hàng. Nhà thờ cũng vậy, cung thánh như vậy, cái gì cũng phải chơi thật sang, thật đẹp. Đáng lẽ làm chừng mất 100 triệu làm chơi nguyên tỷ, vậy để làm cái gì? Hết 20 tỷ chơi 200 tỷ, để làm cái gì? Có phải đó là làm chứng không? Đó có phải là hướng về thượng giới hay không? Và thôi đồng ý đi, mình chấp nhận là thôi tôi làm cái đó để mà tôn vinh Chúa thì cũng được đi. Nhưng mà khi người ta đến, mình có đưa người ta lên được với thượng giới hay không? Người ta là chỉ dừng lại ở trầm trồ ngợi khen, đá này đẹp, bàn thờ này hay, cái này đẹp, cái này kia sang trọng. Mà Chúa Giêsu bảo rằng sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Thì sao? Thì sao? Cho nên anh em hãy hướng lòng về thượng giới, đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Nhớ câu đó đi. Nếu ngày lễ Phục Sinh hôm nay, sau 40 ngày tĩnh tâm rồi, sau tuần thánh rồi, và bây giờ anh chị em mình cũng nhớ là đang ở trong tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót, bắt đầu từ ngày thứ 6 tuần thánh. Và Chúa Nhật tới, hôm nay là Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Nhật tới gọi là Chúa Nhật đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Suốt một tuần cửu nhật này, có dám mạnh dạn đi mời gọi mọi người này đến làm tuần cửu nhật lòng thương xót Chúa với tôi hay không? Một thách đố đấy. Thách đố để mà loan báo làm chứng đấy. Rủ nhau đi chơi, đi shopping, rủ nhau đi ăn, rủ nhau coi phim thì dễ, bây giờ rủ nhau làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót. Là tuần cửu nhật là cái gì anh nói tôi nghe coi. Anh này giờ anh chưa biết. Ở đây đây, tôi nói anh là tuần cửu nhật là như này, như này, như này. Có dám can đảm để mà làm điều đó không? Hỏi thử bao nhiêu người, bao nhiêu cộng đoàn đang làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót, kể cả linh mục tu sĩ chúng tôi nữa. Hướng về thượng giới. Nhưng đó là hướng về thượng giới đó. Có người bảo ôi xùi, chán chả lắm rồi, sao chán tôi vậy? Chứ lễ gì là chỉ có hai chuyện, một là tĩnh tâm, hai là đi làm bác ái để mừng lễ. Chứ Chúa tôi cứ lễ gì, lễ Thánh Giuse cũng đại tuần cửu nhật xong đi làm bác ái, lễ Đức Mẹ 25 tháng 3 lễ truyền tin cũng làm bác ái rồi tĩnh tâm để mừng lễ, bởi đây là đi Phục Sinh cũng tĩnh tâm với lại làm bác ái, rồi đến đại lễ lòng thương xót. Em hỏi cha lễ nờ rồi mình làm gì bây giờ cha? Chỉ có hai chuyện. Cái gì? Tê tê. Tê tê hả cha? Tình tiền hả cha? Hay là cái gì cha? Rồi thứ hai nữa là BA. BA là cái gì cha? Tưởng là PR rồi quảng bá. Tê tê và BA. BA là cái gì? Tĩnh tâm và bác ái. Trời ơi, không có gì khác à? Có hai cái đó. Hai cái chân để đi tới bác ái, tinh tâm, bác ái, tinh tâm. Cứ như thế mà mừng lễ đi, hướng về thượng giới đi. Cho nên có những vị bảo bổn mạng tôi trong giáo phận mà không có tổ chức gì, không ăn uống gì, không có phải quả cáp hoa hết gì cả, tôi bái phục đấy. Đó, hướng về thượng giới đi. Cứ hạ giới hoài, cứ phải tổ chức cho nó to đùng, tốn kém, rồi sinh tội ra. Tốn kém là bao giờ cũng sinh tội, chưa chắc không đều cũng sinh tội. Cho nên là cho dẫu có gì đi nữa thì cũng nhường nhau
Gioan đi trước mà vẫn nhường cho Phêrô vào trước đó. Tranh giành nhau làm cái gì? Thấy không? Đâu cần tranh giành nhau làm cái gì đâu. Hứa hướng về thượng giới. Từ cái chuyện rất là nhỏ, cách đối nhân xử thế, trong tương quan, trong giao tiếp, trong bất cứ công việc nào, mình cũng tập hướng về thượng giới đi. Vì thế mà chủ đề của chúng tôi là sống đúng, sống đẹp. Đó là hướng về thượng giới đấy. Từ những cái chuyện mà cái mặt nạ, từ cái chuyện cái nón, từ cái chuyện hòn đá mà vẫn nâng lên được để làm cái phương tiện giúp anh chị em có cái chất liệu để mà suy tư, để mà tĩnh tâm. Từ cái đồng hồ, từ cái quan tài đi nữa, từ cái đôi dép thấp nhất đi nữa mà vẫn hướng về thượng giới được mà. Cho nên khi lòng của mình, trí mình hướng lên thì tất cả mình lôi mọi cái lên. Còn nếu mà lòng với trí mình lúc nào cũng nghĩ đến tiền, danh, quyền, lợi, thú thì cái gì cũng xuống thấp hết. Mình kéo cả Chúa mình cũng cho xuống luôn. Đúng không ạ? Cả Chúa cũng cho xuống luôn. Vì thế mà Phêrô và Gioan khi mà hăm hở chạy đến tìm Chúa trong ngôi mộ trống đấy, mà nếu mà chỉ hướng về hạ giới thì sẽ chỉ đi tìm thấy xác chết mà thôi. Và không có xác chết là khóc bù lu bù loa. Nhưng mà vì đã hướng lòng lên thượng giới rồi thì thấy, và ông đã thấy và ông đã tin. Không phải thấy một Chúa Giêsu đang hiện diện sống lại trước mặt mình, mà thấy những khăn liệm, những vải quấn gọn gàng, Chúa không còn ở đó nữa. Mà nếu lúc nào cũng nghĩ về hạ giới sẽ bảo vậy thì người ta lấy mất xác rồi, vậy thì tiêu rồi. Nhưng mà lòng hướng lên thượng giới thì biết rằng ông đã thấy và đã tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Cầu chúc anh chị em luôn luôn, nhất là anh chị em con cái lòng Chúa thương xót, hãy tập cách sống giữa trần gian mà không thuộc về trần gian. Cách sống chân đạp đất nhưng mà đầu đội trời, chứ đầu không có đội bất cứ một thứ gì khác. Và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có nghèo hèn, khó khăn, thử thách mấy đi chăng nữa thì không có cái gì đè bẹp mình mà không mình không hướng lên được. Và cho dẫu mình có ở đỉnh cao của danh vọng, của quyền lực, của thế gian thì cũng đừng vì đó mà để cho thế gian lôi kéo mình xuống, mà hãy luôn hướng về thượng giới, hướng về Thiên Chúa, hướng về những cái điều hay, điều tốt, điều thiện nhất trong cuộc sống này. Amen. Chúa đã lòng xa.